Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của ốc. Và các bạn ơi, các bạn có thể thấy là ốc đang mặc áo mô lông rồi, tức là miền Bắc đã vào mùa đông, nó khá là lạnh rồi các bạn ạ. Và mùa đông đến thì cũng xin chúc tất cả các bạn sẽ có một mùa đông thật là ấm áp. Mùa đông đến thì mình nghĩ là chúng ta cần phải có người yêu rồi các bạn ạ. Thật sự chúng ta cần phải có người yêu rồi. Thế nhưng mà các bạn biết gì không? Ốc ngày hôm nay sẽ bỏ qua luôn giai đoạn có người yêu mà đến luôn đến với cái giai đoạn gọi là tổ chức đám cưới luôn. Thế thì để xem là ốc sẽ tổ chức đám cưới như thế nào, các bạn hãy theo dõi video này và trước hết hãy ấn đăng ký kênh, ấn like video và xem quảng cáo cho ốc nha. Được rồi, đi thôi. Và chắc chắn rồi, đó chính là play together. Chứ ở ngoài đời thì ốc làm gì có tiền mà tổ chức đám cưới hả các bạn? Bây giờ thì mùa đông đến đúng không? Chúng ta sẽ thay đổi một chút về cái trang phục của mình. Vì mình vẫn đang mặc đồ kiểu mùa hè đó các bạn, kiểu áo cộc, váy ngắn á. Nên là bây giờ mình sẽ mặc một cái món đồ gì đấy thật là ấm áp nha. Mình sẽ đi vào cái cửa hàng trang phục để có thể lựa chọn những cái item nhìn kiểu rất là mới cho cái mùa đông này. Thì ngay lập tức mình đã nhìn thấy có một chiếc áo lông màu hơi be be các bạn ạ. Màu hơi be be chứ không phải là màu trắng đâu nhá. Và cũng có một cái áo nữa này các bạn. Nó là cái gợi ý cho mình, đó là cái áo nhìn họa tiết nó hơi hơi hoa hoa, có những bông hoa màu tím, màu xanh và màu da cam. Thế nhưng mà đối với một người mà thật sự là rất thích cái sự lòe loẹt và rất là ô dề thì mình sẽ lựa chọn chiếc áo lông màu trắng. Đấy, giống như là cái áo mình đang mặc này các bạn. Đấy, vậy. Và tiếp theo thì là mình nên có một cái quần dài nha. Quần dài hoặc là một cái bi tất hoặc là cái váy mùa đông nhìn cho nó thật sự là ấm áp. Thì theo mình thấy thì ở cái đề xuất này nó không có còn nhiều ấy. Mình sẽ lựa chọn đến sang cái phần quần luôn nhá. Ở đây thì mình thấy có cái quần màu hồng này. Đấy, nhìn rất là ấm. Ui, nhìn đẹp, thật sự đẹp dã man luôn các bạn. Nhìn xinh ấy, nhìn kiểu mình có thể có cái quần tím này. Nhưng mà mình nghĩ là cái quần hồng sẽ hợp với mình hơn. Uầy, cũng có nhiều cái item là kiểu quần cộc hay là quần ống suông hoặc là cái váy kiểu như thế này. Nhưng mà khi mà mình mặc một cái áo choàng quá dài ấy thì cái áo nó sẽ che mất cái váy mất. Nên là mình sẽ nghĩ là mình sẽ chọn một cái quần thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi xem là có cái quần nào ok. Đấy, cái váy nó cứ bị che các bạn, nếu mình chọn cái váy nó cứ bị che hoài à. Mình sẽ lựa chọn cái quần, mình nghĩ là cái quần đầu tiên mà mình chọn là ok nhất rồi. Đâu rồi, đấy, chính là nó. Tiết mục tiếp theo chính là chọn giày. Mình sẽ lựa chọn một đôi giày hoặc là một đôi boots. Nhìn thật là ấm áp nhưng mà nó cũng phải phù hợp với cái item mà mình đang mặc nha. Cái này nhìn bánh bẻ mà không có nổi bật lắm á các bạn. Quả giày xanh nổi quá. Cái bốt đen này không đẹp các bạn ơi, hay là bốt trắng. Cốt trắng nhìn rất là cô gái mùa đông. Ok, nhưng mình sẽ đi xem thêm nha các bạn. Cái giày lông này ấm này các bạn ơi, rất là ấm nha. Đây là mấy đôi dép đi trong nhà này các bạn. Đó, nên là nó chỉ xỏ vào thôi chứ nó không có cái phần gót giày. Mình sẽ không lựa chọn cái đôi dép như vậy đâu. Mình sẽ lựa những cái đôi kiểu ấm áp đó các bạn. Đôi này có hai cái trái tim này các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ chọn đôi này. Có hai cái trái tim màu đỏ và nó tiệp với cái màu tóc của mình. Nhìn nó khá là tone và mình thấy là mình thật là xinh đẹp. Xinh đẹp cái này chắc chắn ở trong Play Together là phải có người yêu chứ. Nhưng mà không bạn ạ. Ủa là sao? Không có người yêu cả ngoài đời lẫn cả trong Play Together. Mà mình thấy các bạn trong Play Together là kiểu rất là dễ kết bạn với nhau. Nhưng mình thì không. Rồi, tôi nghĩ là tôi đã có thể là ok cái phần này rồi đấy. Mình sẽ chọn một chiếc mũ thật là ấm áp cho cái mùa đông này nha. Cái mũ thì sao đây ta? Mũ này được không? Xinh các bạn ơi, xinh quá là xinh. Đây là màu hồng nè, đây là màu tím này. Màu tím không hợp lắm các bạn. Màu đỏ thì nó lại khá là giống với cái màu tóc của mình. Thì đây, màu hồng, màu xanh. Màu xanh không ok các bạn. Sao mình cứ thấy cái màu hồng này đẹp ta? Để mình đi tìm xuống dưới xem còn gì không. Mũ đầu bếp, mũ bảo hiểm, rồi mấy cái mũ kiểu mũ ngủ á các bạn, nón ngủ á. Mình nghĩ là cái này là cái hợp nhất với mình rồi. Ok, và ở đây mình thấy là chúng ta đã mất 3.150 tiền này, 67 kim cương và 20 vàng. Sau khi mình xem thì mình thấy mình hoàn toàn đủ tiền để mua tất cả những item này. Bởi vì mình làm sao? Bởi vì mình giàu mà các bạn ơi. Mình chỉ không có người yêu chứ tiền là mình có nha. Đấy, bởi vì mình có người anh thân thiết đó là B Quy Thành. Mình hết tiền cái B Quy Thành nạp tiền vào, hết cái lại nạp vào. Thế là mình vẫn giàu đó các bạn. Bây giờ mình sẽ mua tất cả đây các bạn nha. Mình mua 4 cái item cho một mùa đông ấm áp. Thanh toán.
mặc luôn trang phục mới. Sau khi đã mặc trang phục mới thì các bạn xem đây. Ui giời ơi, xinh quá xinh quá. Rồi, trang phục mới quá là xinh. Ồ, mình nghĩ là trang phục mới xinh thế này thì mình nên chụp một tấm hình. Đây nha các bạn, mình sẽ chụp một tấm hình. Máy ảnh nào. Nào, chụp ảnh nào, nào, nào. 1, 2, 3. Quá xinh. Tuyệt vời các bạn ơi, mình sẽ lưu cái ảnh này vào để mình đăng sau nha. Quá là dễ thương. Bây giờ mình mục tiêu của mình đó là tổ chức một cái đám cưới. Thì chúng ta cần phải đi lựa chọn những cái item để tổ chức, giống như là kiểu trang trí cho một cái dạp cưới như thế nào này. Các bạn mà có những người thân của mình cưới á, các bạn cũng thấy rồi, mình cần rất là nhiều thứ. Ví dụ như là lễ đường này, rồi là đồ ăn, đồ trang trí, hoa, nói chung nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ quay trở về. À không, chưa, mình phải đi mua đã. Mình nghe nói là Play Together đang có những cái kiểu như là đấy, sảnh cưới cổ điển. Đó, bạn thấy gì chưa? Nhìn đã thấy là nó rất là luxury và classic rồi. Nên mình sẽ mua cái gói này và nó khá là rẻ thôi, chỉ có 179.000. Ok, cái này thì mình làm được. Một khoảnh khắc đẹp tại một không gian đẹp. Mình sẽ mua. Mình sẽ chờ để thanh toán này các bạn. Tôi sẽ thanh toán bằng khuôn mặt xinh đẹp của tôi nha các bạn. Tuyệt vời. Mình đã mua được một cái combo gói sảnh cưới cổ điển rồi các bạn ơi. Ok, đã mua hàng thành công. Và hãy kiểm tra vật phẩm trong hộp thư. Đây, hộp thư của mình nha các bạn. Đó, mình đã nhận. Mở tất cả này, mình mở tất cả ra. Đó, mình đã nhận được là cái ghế tên là ghế Lonia này. Cái sofa đá cẩm thạch này. Cái bàn đá cẩm thạch này. Cái trắng gọi là cái bục đám cưới một cách rất là thực vật này. Và một cái là tủ kéo đá cẩm thạch. Ở đây còn có đài phun nước thần tình yêu. Tình yêu. Đây là lò lửa nước thần thanh lịch. Ủa mẹ mình kiểu phấn khích quá các bạn. Nên là mình chạm vào cái mic này nó hơi rung. Đó. Còn đây là rèm cưới thực vật. Ok, rất là tinh khôi. Và tất nhiên rồi, mình sẽ trang trí cái tiệc cưới này ở ngôi nhà của mình. Đây là nhà của mình nha. Ngày xưa cái thời lúc vào mùa hè á, là mình có làm video rất là chăm chỉ thì có rất là nhiều bạn vào tương tác với mình. Và các bạn mùa hè thì cũng khá là rảnh. Nhưng bây giờ các bạn vào năm học rồi nên là các bạn cũng không có tương tác nhiều với mình được nữa. Mình cũng khá là buồn. Bây giờ vào nhà của mình là thường nó sẽ không có ai. Mà ngày xưa đấy các bạn thấy không, mình có đã có lần những tổ chức những cái tiệc nhà với rất nhiều các bạn cùng tham gia. Và mình đã chụp ảnh với rất 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 là nhiều bạn. Nhưng mà bây giờ thì vắng như chùa Bà Đanh các bạn. Đây là ngôi nhà của mình nha. Mình từ hồi đó đến giờ là mình cũng chưa có trang trí gì thêm cho cái ngôi nhà của mình đâu. Bởi vì là mình cũng không có tổ chức tiệc nhà. Bởi vì có tổ chức thì cũng không có ai tham gia. Bi kịch của một YouTuber. Tôi thật là bi kịch quá đi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào. Mình nghĩ là mình sẽ tổ chức tiệc cưới, một cái dạp cưới ở đây. Đó, một cái khu trống hình tròn này các bạn này. Đấy, nó có cái tường kính view panorama, tức là view toàn cảnh nha. Luxury quá các bạn ơi, luxury nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tổ chức đám cưới và trang trí cái khu này thành đám cưới của mình. Ok, mình sẽ tiến hành sửa cái khu này nha. Nội thất đã lắp đặt, kho lưu trữ. Mình sẽ phải xem là có những cái gì. Mình thì bây giờ mình tìm cái sân khấu các bạn ạ. Cái sân khấu là cái nào ta? Cái này là cái sân khấu không ta? Cái này là cái gì ta? Bàn không phải. Bàn thì không phải các bạn ơi. Đây rồi, cục đám cưới đây rồi. Nào, đám cưới về trên làng quê. Đây, ok, bục đám cưới ok. Tiếp theo là đến trang trí nha các bạn, trang trí cái tượng này nha. Tượng này để hai bên nha các bạn. Đó, mình để một bức tượng ở đây. Là thần tình yêu đó các bạn ạ, tình yêu là phải hai bên, hai con tình yêu tượng trưng cho hai cô dâu chú rể. Ok, chúng ta tiếp đến với một cái là đài phun nước này các bạn. Úi xồi, quả đài phun nước này á, mình nghĩ là mình phải lắp nó ở đây này. Nào, đi ra đây nào. Đây này các bạn ơi, mình nghĩ là mình phải lắp nó ở đây. Đó, để mọi người đến gọi làm sao gọi là check in. Đó, mình sẽ để vào đây cho mọi người check in này. Bên cạnh những cái này ấy thì mình sẽ trồng một ít hoa. Đây có hai cái lọ hoa này nhá. Thì mình sẽ để cái lọ hoa. Đây, để lọ hoa bên này. Ok. Và một cái lọ hoa nữa của mình thì mình sẽ để bên kia luôn. Đấy,
Đấy, đây là cô dâu chú rể nha. Cô dâu chú rể đội dế lên đầu nha. Chỗ này là ai đến là chụp hình ở đây. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục trang trí đến cái rèm nha. Cái rèm thì ở cái khu này nó lối vào nó hơi rộng á, nên là mình nghĩ là mình sẽ để cái rèm rèm ở chỗ nào ta? Rèm ở đây coi như là cái cổng vào nha các bạn ơi. Rèm thì sẽ để ở đây như là một cái cổng vào. Đây, mình có tận 2 chiếc. Đây này các bạn, nó to lắm. Đó, nó to lắm này các bạn. Đấy. Rồi, ok. Và ở giữa để xem mình có cái lọ hoa gì không. Đây, mình có cái cây này các bạn, mình để vào đây. Đó là mình có cái này nha. Đó, tiếp theo mình sẽ đi vào trong này để mình làm một cái bàn đá cẩm thạch. Đó, để một nhành hoa. Mấy cái nhành hoa này phun nước à các bạn. Nhành hoa phun nước không được, ướt hết rồi. Đây, mình sẽ để một cái lọ ở đây, một cái bình ở đây. Đó, ok. Và đến đây thì mình sẽ lựa chọn là những cái bàn này này. Cái bàn này thì mình sẽ ngắm để nó ở giữa cái lễ đường. Nó giống như là bàn tiệc ý các bạn. Đó, ok. Ok đó. Mình nghĩ là sofa sẽ để ở trên cùng á. Giống như là kiểu cô bố cô dâu và mẹ cô dâu và bố chú rể và mẹ chú rể. Thì đây, mình sẽ để ở hai bên này gọi là ghế gọi là đại biểu đó các bạn. Đại biểu đồ đó. Ok, một cái nữa. Bên này. À, mình sẽ xoay nó cho nó đối diện nhau. Đó, quá là đẹp luôn. Và cái lọ này để bên này để trang trí. Một cái nữa cũng để đây, để trang trí bên này. À, quá là xinh nha. Mình còn có những chiếc ghế này các bạn ơi. Ghế Lonia. Ghế này thì mình nghĩ là tạm thời là mình sẽ để ở đây cho những vị khách mời của mình. Mình đám cưới mình mời ít cho các bạn, mình ít người, ít bạn bè thân thiết đó. Bởi vì bây giờ tổ chức tiệc nhà thì cũng chả còn ai đến nữa các bạn. Bi kịch mà, bi kịch quá mà. Đấy, đại biểu là ngồi đây nha. Còn cái ghế này thì là vì gia đình là hết điều kiện rồi nên là thôi là ngồi đất nha các bạn. Đấy, một cái bàn nữa để ở đây nha. Trang trí mình chỉ có vài món thôi nhưng mà không sao. Đó. Ok ok đó, ok. Yeah, mình đã trang trí xong cái khu tiệc cưới của mình. Tuyệt vời các bạn ơi. Đấy, các bạn có thể xem lại một lần nữa nha. Vào cái thấy luôn cái tiệc cưới, quá đỉnh. Rồi, bây giờ mình sẽ tổ chức tiệc nhà để mời mọi người đến ăn đám cưới của mình. Đến lúc ăn đám cưới con trứng này nó lại buồn ẻ các bạn ạ. Mày. Bây giờ là mình sẽ chuẩn bị là mời mọi người đến để gọi là ăn dự cái đám cưới của mình nha. Bây giờ mình sẽ mở tiệc nhà nha. Mở tiệc nhà đâu ta? À đây, mở tiệc nhà đây. Đây các bạn ơi, mình sẽ mở tiệc tại nhà. Mở tiệc. Và mình sẽ ghi mở tiệc là ốc TV cưới rồi các bạn ơi. Ốc TV cưới chồng. Ốc TV cưới chồng đó. Xong. Đấy. Ôi, tiêu đề này đảm bảo nhiều khách mời luôn. Gửi lời mời. Mọi người ơi hãy đến xem ốc TV lấy chồng đi. Ok, nào chúng ta chờ đợi những vị khách đầu tiên. Đi ra ngoài này xem đón khách các bạn. Đi ra ngoài đón khách chứ mình không thể ở trong nhà được các bạn ơi. Ui rồi, cái con ốc cute này đang chuẩn bị cưới này bảo chơi game thôi. Dở người à. Đây. À, có khách rồi. Nè, mình có một khách rồi nè. Bạn ơi, mình cưới này bạn ơi. Bạn ơi, vào ăn cưới. Ê, hello, mình sẽ hello. Đấy, hello. Vào trong nhà đi. Đấy, vào trong nhà nào. Cưới nào. Ôi dồi ôi, một đám cưới của mình có một khách các bạn ơi. Đám cưới được một khách các bạn ơi. Thật sự luôn đây. Bên này, cái con bé kia. Con bé cái gì g cu te kia. Đây. Nào, được chưa. Vào đây. Vào đây rồi nhá. Đứng đây, chụp hình này. Nào, chuẩn bị nào. Nào. Vào đây, chụp hình, check in cái đám cưới nào. Ơ, cái bé kia đâu rồi? Nó không chụp ảnh à? Ui, chụp ảnh đi, đang đám cưới mà. Ủa, đâu rồi ta? Ủa, các bạn ơi, nó đâu rồi? À, nó lên tầng 2 các bạn. Ui dồi ôi, cưới ở dưới này cơ mà. Mệt thế không biết. Mình lại phải đi tìm.
Ý là mình mới có một vị khách ơi các bạn ơi, mới mở tiệc đám cưới được có một khách thôi. Khổ lắm cơ, nhà rộng quá các bạn ạ, tìm bây giờ còn không biết tìm khách ở đâu. Đấy, nhà siêu to khổng lồ nhá, nhà rộng hơi bị rộng luôn. Nhà mình đẹp không? Ấy, bạn ấy tặng sao cho mình kìa. Thank you, thank you, thank you. Mà bạn GCG Cute hôm nay sẽ được lên TV nha. Rồi, ok. Quá xịn luôn. Ôi, rồi tất nhiên rồi. Nhà của YouTuber nó phải thế. Chụp ảnh với nhau cái, chụp ảnh với nhau cái. Ê, chụp ảnh đi. Trời ơi, chụp ảnh cái nào. Ê, tuyệt vời. Ok. Rồi, thế bây giờ đây, chụp thêm tấm nữa. Ôi, xài, quá đỉnh, quá đỉnh. Rồi, được rồi nhá. Được rồi. Thôi nha. Giờ xuống tiệc cưới của tôi đi. Tôi cưới chồng mà. Đi thôi. Tên, 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 tên. Ủa, chóng mặt quá các bạn ở nhà. Nhà kiểu cao tầng ấy các bạn. Nên là kiểu mình chóng mặt vì mình phải đi cái cầu thang đấy. Rồi, bây giờ mình cái tiệc cưới của mình. Rồi, xong các bạn ơi, các bạn biết gì không? Chưa từng thấy ở đâu, chưa từng có ở đâu một cái tiệc cưới chỉ có một khách mời duy nhất. Ôi trời ơi! Một người walk in duy nhất. Ôi, thật là thật sự luôn đấy, tai nạn thật sự. Ok. Ôi mà các bạn ơi, mình chợt nhớ ra là mình đã có chú rể đâu nhỉ? Tiệc cưới thì phải có chú rể chứ. Chết rồi, mình chưa có chú rể các bạn ơi. Ôi, thôi chắc là mình phải tạm dừng video này ở đây để mình phải đi tìm chú rể của cuộc đời mình. Khi nào mà mình tìm được chú rể thì mình sẽ tổ chức lại đám cưới nha các bạn. Và các bạn thấy Ốc trang trí đám cưới có đẹp không thì các bạn hãy nhớ bình luận ở dưới cho Ốc biết với nhá. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Ốc đi tìm chú rể đây, bye bye.